Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương cùng 300 đại biểu chính thức đại diện khối đoàn kết tỉnh. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặt trận đã làm tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tập hợp, động viên rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức hơn 1.220 cuộc giám sát, 658 nội dung phản biện xã hội, trong đó nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đóng góp 1.581 tỷ đồng thông qua Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ cho người nghèo và các trường hợp khó khăn như xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao sinh kế, trao quà, qua đó giúp mục tiêu giảm nghèo của tỉnh hiện thực hóa nhanh hơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đồng sức, đồng lòng triển khai toàn diện và thực hiện thắng lợi các chương trình, hành động mà nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6 đề ra, đã phát huy được vai trò chủ trì trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, thể hiện được vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền. Những kết quả đó đã tiếp tục củng cố và khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, xứng đáng là nơi hội tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, là chỗ dựa tin cậy của đảng và chính quyền. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa đảng với nhân dân, hỗ trợ tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, tạo nên sức mạnh phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở quan trọng của chính quyền, nhân dân. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm hai nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, giám sát tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh. Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện như 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Hàng năm, 100% ban công tác mặt trận có ít nhất một mô hình gắn với công tác giảm nghèo, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã xây dựng ít nhất một mô hình khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, ấm no, hạnh phúc. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu và đủ điều kiện được xây dựng nhà đại đoàn kết. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng dự thảo đảm bảo tính khoa học và các yêu cầu quy định của điều lệ đảng. Tôi nhất trí với phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó, tôi đề nghị
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ tới cần phân tích rõ những hạn chế, xác định đúng nguyên nhân, đề ra các giải pháp để gắn với các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 7 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị đã nêu ra. Đại hội đã hiệp thương thống nhất biểu quyết cử ra 94 đại biểu tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Bùi Chí Thành, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Dịp này, Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động nhiệm kỳ 2019-2024.